Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Mời các con ngồi xuống nha. Hôm nay trời mưa nên một số vị khi họ đi xe Honda thì đi rất là bất tiện, nên lớp học Địa Tứ Quy chúng ta không được đông. Nhưng cũng có nhiều cháu cũng cố gắng để đi đến đây để học tập Địa Tứ Quy. Cha mẹ của các con rất là mong muốn rằng là sau này khi các con lớn khôn sẽ trở thành một con người tốt, sống mà có ý nghĩa và không uổng một đời này khi chúng ta có được thân người mà làm điều sai. Nên cha mẹ các con rất là mong muốn các con nghe được giáo dục đạo đức làm người. Nên ở chùa chúng ta mỗi tuần đều học tập một đề tài chuyên nhất, đó là hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo. Những đức đọc một công đoạn để học tập với các con. Trẻ em ngay từ nhỏ đã phải được ôm mầm đạo đức. Người nước ngoài phát hiện ra rằng đạo đức rất là quan trọng. Cũng là sau khi vấn đề đã phát sinh thì họ mới nhận ra, và hiện nay rất muốn giải quyết vấn đề này. Vậy xin hỏi, họ có biết gốc rễ của đạo đức ở đâu không? Phải trị tận gốc thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp lớn của họ cũng đã đầu tư rất nhiều tiền để đào tạo. Nói theo người xưa là gặp nạn mới ôm chân Phật. Xin hỏi, hành vi lễ độ của một con người có phải chỉ trong 2 tháng là có thể luyện tập thành? Nếu như họ không biết cười, bảo họ luyện tập trong 2 tháng là phải cười với người khác, thì tin rằng khi người khác vừa lại gần họ, nhìn thấy họ cười thì toàn thân lập tức nổi da gà, bởi vì nụ cười đó rất không tự nhiên. Đằng sau nụ cười của họ, chúng ta nhìn là biết được rằng nụ cười của họ là muốn lấy số tiền trong túi của chúng ta, chứ không phải là trong lòng họ có sự tôn trọng đối với chúng ta. Cơ sở đức hạnh thánh hiền phải ôm mầm từ khi nào? Từ khi còn nhỏ, từ trong tâm linh nhỏ bé thì mới có thể dạy được mầm đạo đức. Chúng ta vừa đọc một công đoạn để học tập Địa Tứ Quy. Mỗi một cháu ngồi đây các con đã nghe, các con nhớ. Duyên phước các con rất là lớn, nên từ khi còn nhỏ mình đã nghe được giáo dục đạo đức làm người. Một con người không thể nào dạy họ vài 3 tháng mà trở thành người tốt được, phải có thời gian. Nhưng chỗ đặc biệt nhất là còn nhỏ như vậy mà được uống năng. Người xưa cũng thường nói rằng là măng non thì dễ uống, đợi đến tre già thì rất là khó uống. Hôm nay rất là nhiều phụ huynh của các cháu cũng nhìn nhận được chỗ này. Nên dù là trời mưa gió, vẫn là chở con cái đến để học tập. Và cha mẹ các cháu cũng phải học tập chung.
Đệ tử quy này không phải chỉ dành riêng cho các cháu nhỏ không đâu. Người lớn rất là cần phải học, cả người xuất gia cũng phải học. Vì sao? Vì đạo đức làm người mà kém thì không có việc gì chúng ta làm nên cả. Con người thành đạt là nhờ ngay chỗ biết làm người, rồi biết làm việc. Một con người này có tiền nhưng không biết làm người, như vậy thì làm sao con người này thành đạt được? Làm người còn chưa xong thì làm sao chúng ta lập nghiệp? Nên trẻ em từ khi còn nhỏ đã nghe được giáo dục, nghe được nhân quả trong nhà Phật. Ít gì các cháu khi lớn lên không đến nỗi quá tệ, làm bừa bãi, làm sai, bất hiếu với cha mẹ, bất kính với thầy cô. Hồi nãy Nhuận Đức gặp một người này, Nhuận Đức nói với họ một câu rằng: chỗ đặc biệt của mỗi người chúng ta, làm công đức không tốn tiền, làm phước không tốn tiền, rất là nhiều cách. Thí dụ như các cháu nghe nè, mình thường tập biết cười, gương mặt vui vẻ khi gặp người khác. Đây là một chỗ tu hạnh bố thí vô cùng là thù thắng. Vì người gặp mình vừa gặp là thấy có niềm vui. Các con để ý, ai mà tặng cho mình một bó hoa trong lòng mình rất là vui, nhưng tặng bó hoa không vui bằng tặng nụ cười. Tặng nụ cười còn cao cấp hơn nhiều đối với bó hoa. Nhưng một con người mà có được nụ cười hoan hỷ không phải một sớm một chiều mà dễ có được. Người này nhất định phải tập luyện. Tập luyện từ ngay chỗ nào? Tâm hoan hỷ. Nên nụ cười người này rất là tự nhiên. Còn nếu không thì người này khi cười trong lòng có thủ đoạn. Nụ cười người này phát lên là muốn giếm của cải người khác. Vì sao? Vì chính họ không nghe được giáo dục. Nụ cười mà còn có thủ đoạn trở thành nụ cười giả dối. Khi các con nghe được chỗ này, các con phải tập. Mình khi đối người tiếp vật phải sống chân thật. Khi Nhuận Đức gặp một số người ung thư, Nhuận Đức ngồi nói chuyện với họ một chút thì trong lòng của họ có được niềm vui và có được chỗ tự tin phát triển. Nên mỗi một người chúng ta có thể tạo phước đức mà không tốn tiền là ngay chỗ chúng ta biết giúp người khác được an tâm. Chỗ giúp người khác an tâm nhất là ngay chỗ khi mỗi lần gặp họ là tạo cho họ một niềm tin và cho họ được chỗ bình an. Từ ngay chỗ nào? Từ ngay chúng ta. Từ ngay chúng ta an tâm thì bất cứ một người nào khi gặp mình họ cũng có được chỗ an tâm. Còn chúng ta là người bất an mà muốn đem cho người khác được an tâm thì rất là khó. Các con phải nhớ. Nên khi chúng ta nghe được giáo dục phải tập làm sao mình thường hoan hỷ. Chỗ hoan hỷ là chỗ tạo ra phước duyên thù thắng nhất. Phước duyên thù thắng nhất là ngay chỗ này. Nên trong nhà Phật có mấy công đoạn dạy chúng ta tạo phước. Các con nghe nè. Gặp một người chuẩn bị làm việc ác, chúng ta vẫn tạo phước được. Họ chuẩn bị làm việc ác
chúng ta thật tâm để khuyên can. Đây là các con tạo phước. Khi một người đã hình thành việc ác thì chúng ta tìm mọi cách ngăn chặn lại việc ác đó phát triển là chúng ta tạo phước. Khi việc ác đó phát triển thì chúng ta luôn luôn nhìn nhận chỗ ác đó để mình không làm theo là mình tạo phước. Còn nếu chúng ta không hiểu, gặp người làm việc ác chúng ta vui thì chúng ta tạo nghiệp. Khi người làm việc ác hình thành thì chúng ta biêu xấu, chúng ta tạo nghiệp. Nói cho nhiều người nghe nữa thì nghiệp chúng ta càng dày. Chỗ này nhiều người dính lắm nè. Khi một người làm việc xấu, nếu chúng ta có tâm đi ghiêu gao chuyện của người này ra, nói cho một người thì chúng ta tạo tội một người. Nếu nói 10 người thì chúng ta tạo tội 10 người. Nếu chúng ta nói 100 người thì chúng ta tạo tội 100 người. Và 100 người này đi nói cho 1.000 người nghe thì tội lỗi chúng ta gây ra 1.000 người. Tiếp nói từng chút đi tạo tội. Khi mỗi một bé nghe chỗ này thì các con ngồi suy nghĩ, nó có tình lý rất rõ ràng. Vì người đó làm việc xấu không có dính dáng đến với ta, nhưng ta lại đem việc xấu đó đi rêu rao cho nhiều người nghe thì làm cho nhiều người bị ô nhiễm việc xấu này. Từ nơi đó mà chúng ta tạo nghiệp là đúng rồi. Thí dụ như người này chỉ có dơ một bàn tay, nhưng chúng ta lại đem bàn tay dơ của người này lại chay vào nhiều bàn tay người khác dơ nữa thì làm sao người ta vui? Đó gọi là tạo nghiệp. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý thì bàn tay chúng ta vừa dơ thì chúng ta tức khắc biết rửa bàn tay này, và chúng ta đem phương pháp rửa bàn tay truyền trao cho nhiều người thì phước tăng trưởng rất là lớn. Còn nếu chúng ta không biết rửa tay mà còn đem tay mình đi chay cho nhiều người bị dơ, như vậy thì tạo nghiệp rõ ràng rồi. Nguyên lý này rất dễ hiểu. Nên mỗi một người dù là có học thức cao nhưng chưa chắc hiểu được nhân quả. Một người có được học vị nhưng chưa chắc biết làm người. Người này có học vị nhưng không biết làm người thì người này vẫn không đứng vững ở cuộc sống này. Vì sao? Vì không biết làm người. Nếu người này chỉ chú trọng học vị mà đạo đức người này không có thì làm sao người này có thể đối nhân xử thế? Mà nếu người này không biết đối nhân xử thế, như vậy thì làm sao người này làm được việc lớn? Làm một cấp nhỏ còn không phát triển nữa, chứ đừng nói chi là làm được việc lớn. Nên mỗi một bé ngồi trong đây, những đức nhắc các con nè, nếu các con đi học có được bằng cấp cao mà nếu các con có được đạo đức nhân cách làm người nữa thì chỗ này như hổ mà mọc thêm cánh vậy đó. Còn nếu các con chỉ có bằng cấp mà không biết đạo đức làm người, không biết đối nhân xử thế thì cuộc đời các con chưa chắc có được sự nghiệp. Và các con dù có sự nghiệp trước mắt nhưng cũng chưa chắc giữ được sự nghiệp, vì chính hành vi sai lầm của mình đã phá đi sự nghiệp của cha mẹ để lại cho mình. Mỗi một bé ngồi đây học tập, các con phải nhớ, đồng tiền của cha mẹ cho mình đi học là mong muốn cho mình có được học vị, và chỗ quan trọng nhất là có được đạo đức.
Vì nếu các con có được học vị mà không có đạo đức, coi chừng các con bất hiếu với cha mẹ mình đó. Như vậy thì các con lại lấy oán trả ơn. Con người này làm sao họ có thể có phước mà lập nghiệp được? Nghe được chỗ này thì mỗi một cháu sống đều là biết ơn, đền ơn. Ơn nghĩa lớn nhất của cuộc đời chúng ta là cha mẹ, kế đó là thầy, cô giáo. Vì cha mẹ cho mình bản thân, thầy cô giáo cho mình kiến thức. Hai chỗ này mà chúng ta không nhớ ơn đền ơn, như vậy thì tất cả những việc khác khỏi nói nữa. Nếu chúng ta có một người bạn như vậy, chúng ta cũng khỏi cần phải suy nghĩ người bạn này có tốt hay xấu gì hết. Chắc chắn là xấu. Vì cha mẹ của họ, họ còn không hiếu thảo, thầy cô giáo dạy họ, họ không cung kính. Làm gì có cái chuyện người bạn này là tốt. Họ đã đoạn cái gốc thì làm sao phát triển được cành lá hoa quả? Một con người muốn phát triển cành lá hoa quả thì nhất định phải bồi gốc cho sâu. Gốc sâu nhất là làm người hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô. Cái gốc này mà sâu rồi thì tất cả những công việc của chúng ta là cành lá hoa quả, nhất định là thành công vô cùng là mỹ mãn. Nhớ, rất là quan trọng đó. Ở Thẩm Quyến có rất nhiều trẻ nhỏ học giáo huấn của Thánh Hiền. Khi về quê gặp tất cả những người lớn tuổi, những em nhỏ này đều cúi gặt người xuống 90 độ để chào, làm cho những người lớn tuổi này cảm thấy rất nể phục và cũng rất vui. Có một lần, có một đứa bé ăn cơm cùng với mọi người, tất cả những người lớn thấy thức ăn được mang đến là lập tức đưa tay ra gấp. Họ chợt nhìn thấy đứa bé cúi đầu, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện. Họ đáng lẽ đưa tay ra gấp thức ăn, nhưng đột nhiên đều dừng cả lại, đợi đứa bé cầu nguyện xong, liền hỏi nó rằng: "Vừa rồi con cầu nguyện gì vậy?" Đứa bé nói với mọi người ngồi cùng bàn rằng: "Vừa rồi con cầu nguyện trước bữa ăn, cảm tạ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, cảm tạ công ơn dạy bảo vất vả của thầy cô, cảm tạ người nông dân vất vả cấy cày, và cảm tạ những người đã bỏ sức lao động để cho con có bữa cơm ngày hôm nay." Những vị bề trên tay thì cầm đũa, tay thì nghe đứa bé chia sẻ, không những vui mừng mà trong lòng còn cảm thấy hổ thẹn. Chúng ta chỉ nghĩ đến ăn, vậy mà trong lòng đứa bé luôn luôn có sự cảm ơn. Những công đoạn này rất là hay. Nên một người mà lớn tuổi không nghe đệ tử quy thì biết ơn cũng chưa có nữa. Một bé nhỏ mà nghe đệ tử quy thì nhất định là biết ơn. Người mà biết ơn đi đến đâu mà người ta không trọng dụng? Người mà quên ơn bội nghĩa, ai trọng dụng mình? Dù có giỏi cỡ nào đi chăng nữa, người ta cũng rất lo âu, vì người này không biết ơn. Nên quý vị để ý, bé nhỏ nào mà ngồi nghiêm túc không nói chuyện là những bé này đã học đệ tử quy có thời gian. Những bé nào vô lớp đệ tử quy mà ngồi nói chuyện thì những bé này là mới đến lớp đệ tử quy. Chúng ta có kiên trì hay không? Nhất định là phải kiên trì. Vì một bé ngồi nói chuyện, bé này sẽ nhìn mỗi người ngồi trong đây không nói chuyện. Như vậy thì lương tâm bé này sẽ tự cảm thấy cắn gứt, sẽ cảm thấy hổ thẹn. Tại sao mọi người không nói chuyện mà một mình nói chuyện?
tự bé này sẽ phát lên bổn thiện. Chúng ta không cần để ý đến bé này làm chi cả, tự bé này sẽ biết điều tiết. Chúng ta hãy nhìn thấy mỗi một bé ngồi vô cùng là nghiêm túc, không nói chuyện gì cả, dù nghe hiểu hay không hiểu nhưng ngồi rất nghiêm túc. Vì sao? Vì các bé biết cung kính. Chỉ ngay chỗ này thôi thì các con đã tạo được phước rồi, và các con biết ơn vì thầy giáo nhiệt tình dạy mình không lấy tiền. Từ nào đó tâm cung kính và tâm biết ơn này, trước nhất là các con có phước. Và các con phải nhớ, một buổi nói chuyện này chúng ta đưa ra bên ngoài rất nhiều người nghe, để lên trang tổ đình hộ pháp.com, nhiều người nghe. Duyên các con kết với tất cả những người nghe đó, vì có các con ngồi đây mới có được buổi nói chuyện hôm nay. Nhân duyên này kết hợp, các con cũng được kết duyên có phước, vô cùng là thù thắng. Nên những đức nói rằng tất cả các giáo một tuần 3 buổi học tập đệ tử quy dịp hè 3 năm 7, các giáo này dịp hè này tạo phước rất là lớn, tạo nhân duyên rất là lớn. Năm nay bước vào năm học mới, những đức nói các con học sẽ có thành tích tốt. Một người học thiệt là giỏi nhưng không biết ơn, không cung kính, không hiếu thảo với cha mẹ, không hòa hợp với mọi người, người này dù là học giỏi nhưng đi thi thì rớt, người này đi thi thì đậu, tương lai không có việc làm. Từ ngay chỗ nào? Từ ngay chỗ hết duyên hết phước. Người mà hết duyên hết phước thì cuộc đời người này rất là khổ. Mỗi một người lớn ngồi trong đây, quý vị để ý đi, nếu quý vị không có duyên, ai tiếp nhận quý vị? Người ta thường nói một câu rằng vừa gặp người này là ấn tượng đẹp, đó gọi là duyên đó. Cũng có những người nói câu rằng vừa gặp người này là thấy phản cảm, đó là vô duyên đó. Đã là vô duyên thì ai mà tạo điều kiện cho mình? Còn người ta nói vừa gặp người này là có ấn tượng tốt thì nhất định là tạo điều kiện cho mình. Nên một người có học vị nhưng nhìn vô cùng là khô cứng, đạo đức thì không hiểu gì, gặp người thì không biết cung kính, vùi đầu vào đống sách trở thành con mọt sách, đối người tiếp vật thì không biết gì cả. Người này quý vị cho là một tư tưởng thành tựu hay không? Đời người này có hạnh phúc hay không? Chúng ta nếu hiểu biết một chút thì chắc chắn là chúng ta sẽ kết luận cuộc đời người này không có hạnh phúc. Không có hạnh phúc. Những đức có thể lo cho được 400 người trong chùa quanh năm khỏi cần ra khỏi cổng chùa. Từ ngay chỗ nào quý vị biết hay không? Từ do ngay chỗ nhân duyên thù thắng. Ở một nơi khỏi ra cổng chùa như vậy mà có điều kiện lo cho được 400 người, và không dùng số tài khoản để trên mạng, dù là khắp nơi người biết nhưng không gỡ tiền được. Những đức thử coi chúng ta có điều kiện để lo cho 400 người ở đây hay không? Vẫn có điều kiện lo cho 400 người và mỗi năm vẫn dư tiền. Quý vị cần kết duyên hay không? Nhân duyên là chỗ có thể khoác diễn được sự nghiệp, và chính nhân duyên là chỗ có thể đào tạo ra một con người đặc biệt nhất. Còn người này có học vị nhưng không có duyên, ban đầu vừa gặp thì đã phản cảm rồi. Muốn giao cho anh chị một công việc này nhưng vừa gặp anh chị thôi hạ anh chị xuống một cấp. Tôi tính sẽ giao công việc người này gần bên cạnh tôi, nhưng nói chuyện mấy câu thì tôi đã hạ người này xuống 2-3 cấp, đi đến chỗ khác mà gần người khác, vì tôi thấy người này quá khô rồi, nếu gần tôi thì tôi sẽ khô theo làm sao. Quý vị thấy nhân cách làm người có phải là quan trọng hay không?
Nên cha mẹ của các cháu cho các cháu đi học tập Đệ Tử Quy là quý vị đang trồng nhân duyên phước báo cho con mình. Tương lai con mình sẽ không thất nghiệp. Vì sao tương lai con mình không thất nghiệp? Vì đứa con của mình gương mặt vui vẻ, gặp người biết chào hỏi, lễ phép, thì đứa con mình làm sao thất nghiệp? Làm người nó đã biết rồi thì làm việc nó là người có trách nhiệm. Đứa con này quý vị khỏi cần để gia sản lại, nó cũng có thể lập nghiệp được. Đi đến đâu người ta cũng thương nó cả. Nếu con trai thì đi đến đâu người ta cũng muốn gả con gái, còn con gái thì đi đến đâu người ta cũng chú ý, mà toàn bộ những người đàng hoàng chú ý. Vì sao? Vì có đạo đức. Nên nhân duyên phước báo thù thắng như vậy. Những đức nói cha mẹ của các cháu cho các cháu đi nghe giáo dục, đây là chỗ quý vị để lại sự nghiệp lớn nhất. Còn nếu người cha người mẹ cho rằng tôi phải cố gắng làm cực khổ để dành tiền để lại cho con tôi, tương lai con tôi sẽ không thua sút mọi người, nếu quý vị có tâm ý này thì con đường quý vị đi coi chừng quý vị thất vọng đấy. Vì tiền của để lại cho đứa con này, đứa con này chưa chắc cầm được, mà vào tay nó thì tạo thêm tội lỗi. Còn một đứa bé mà từ nhỏ đã nghe được giáo dục thì lớn lên nhất định năng lực sẽ tạo ra sự nghiệp vô cùng là đặc biệt. Phải nhớ, khi các vị thực sự đã dạy bảo tốt con cái thì nhất định chúng sẽ ảnh hưởng được rất nhiều người. Chúng nhất định sẽ là phạm trọng im thời nay. Cho nên các phụ huynh cần phải định vị. Từ bé bọn trẻ đã được ôm mầm trí tuệ của thánh nhân thì chúng ta có còn phải lo lắng khi chúng ra xã hội sẽ không tìm được việc làm hay không? Nếu như các vị còn lo lắng thì cũng giống như người nước khở lo chờ sập xuống, lòng dạ rộng rãi thì con đường đời càng đi sẽ càng rộng mở, lòng dạ hẹp hòi thì cả đời sẽ sống trong sự si tính thiệt hơn. Tại sao những đức thường nói khi gặp được Phật pháp 10 năm nay những đức mới có được niềm vui? Vì càng học Phật thì tâm lượng mở rộng ra mới có được niềm vui. Lúc trước những đức cũng biết ăn chơi ngoài xã hội, tại sao không vui? Vì tâm địa hẹp hòi ích kỷ, đều muốn những chỗ tốt nhất là dành cho mình, những chỗ xấu nhất là để cho người khác. Một người sống như vậy thì luôn luôn bất an. Còn một người tâm lượng mở rộng, điều tốt rất muốn người được hưởng như mình, điều xấu đến với mình rất mong tất cả mọi người đừng chịu điều xấu này. Tâm lượng này là rộng lớn, an được tâm thì nhất định là vui. Một con người, niềm vui là một món tài sản lớn nhất. Một người giàu có địa vị nhưng không vui thì làm gì hạnh phúc. Nên chỗ quan trọng nhất của chúng ta là nghe được giáo dục để mở rộng tâm lượng. Con người mà không thương con người mà đạp con người như vậy thì chúng ta có ngước mặt tự xưng mình là con người tốt hay là con người như thế nào? Khi nghe được những chỗ này, các bé, các con nhớ nè, dù là các con học giỏi nhưng không dám xem thường người khác. Và cha mẹ của các cháu đừng bao giờ chú trọng học vị của con quá, mà hãy chú trọng giáo dục làm người cho con, làm việc có trách nhiệm cho con mình. Quý vị thấy những đức đọc chữ không chạy không? Đọc chữ mà dấp dấp đó. Vì trình độ những đức lớp 3 ra trường nên đọc chữ không chạy. Như vậy tại sao ngày Chủ nhật thì thiệt là đông người, học tập thì thiệt là đông người đến để nghe? Ngay chỗ nào?
ngay chỗ khi họ nghe mình có đạo lý. Có đạo lý thì người ta tiếp nhận, không có hỏi lên rằng ông có học vị như thế nào mà ông dạy. Chúng ta cũng không cần giấu, không có học vị gì cả. Ai thích đến học thì chúng ta hướng dẫn, không thích đến học thì thôi. Vô cùng là thoải mái. Sống như vậy thì rất là tự tại. Vì sao? Dạy học không lấy tiền. Nên những đức nói với một số vị giáo viên, họ được làm người, họ được có kiến thức, họ dạy con em người ta, mà nếu họ chỉ nghĩ tiền, 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 như vậy thì môn giáo dục của họ không đạt tiêu chuẩn rồi. Có một cô giáo đến gặp những đức. Khi cô nghe những đức chia sẻ Phật pháp, cô đến gặp những đức, cô nói một câu rằng: thầy ơi, con là giáo viên dạy học, nhưng tính tình quá nóng. Khi vào lớp học thì dạy con em người ta, con chửi mắng nó, con sân si với nó. Bây giờ con bị ung thư gan rồi thầy ơi. Nó nóng giận chết hờn người là hại mình trước nhất. Phái nữ thì ưa buồn người khác, khổ là chính mình, mau già, mau bệnh, rồi kế là mau chết. Những đứa gặp những người ung thư, những đứa hỏi họ, một chục người đều là giống hệt. Ngay chỗ nào? Sân si, giận hờn, đố kỵ, đây là bệnh hoạn. Một người mà bỏ xuống được chỗ này thì vô cùng là khỏe. Hôm nay chúng ta ngồi hướng dẫn các cháu, các cháu chạy ra chạy vào như vậy thì quý vị thấy những đứa có sân si không? Sân si làm chi? Chúng ta đem giáo dục hướng dẫn cho các cháu, cháu nào có thiện căn thì cháu đó ngồi, còn cháu nào chạy ra chạy vào thì nhĩ căn các cháu cũng nghe gieo giếng. Nếu bé nào nghe mà phát huy được thì đó là thiện căn chín muồi. Bé nào mà nghe mà chưa làm thì thiện căn chưa chín muồi. Ngồi nguyên một lớp học như vậy, có những người ngồi nghe thì rất là thích, có những người ngồi nghe thì trong lòng cũng rất là bực mình. Có đó, nhưng bực mình thì cũng phải ngồi. Từ nơi đó kết duyên. Cái duyên này chúng ta kết rất là đặc biệt. Họ kết với chúng ta có đặc biệt hay không thì đó là chuyện của họ. Họ không biết cách kết duyên thì không đặc biệt. Còn ta thì kết duyên với họ rất đặc biệt. Vì sao? Ta đem toàn tư tưởng mình có được chia sẻ cho họ. Đó là nhân duyên mình kết với họ là tốt. Đời đời kiếp kiếp mình gặp họ là duyên tốt. Còn nếu họ phát ra một cái tâm không tốt thì duyên của họ là không tốt, chuyện của họ. Chúng ta phải phát tâm tốt và vui vẻ hoan hỷ thì nhân duyên của chúng ta vô cùng là thù thắng. Từ các cháu, từ cha mẹ các cháu nghe, quý vị thấy thoải mái hay không? Có người chúng ta nặng nề với cái nghèo, nặng nề với học vị, nặng nề với cái chỗ đẹp, chỗ xấu. Sống cuộc đời làm người là mai rồi, khổ chi cái chỗ xấu, đẹp, giàu, nghèo, lùng, lé, hô, súng. Quý vị nghe được đạo pháp, ở dưới chân quý vị có những con muỗi, con gián, con kiến nó đang bò lúc nhúc á. Thì câu này những đức nói, quý vị ngồi suy nghĩ đi. Làm người đã quá quý rồi, còn không biết chân quý thân người nữa. Nếu thân người này mấy chục năm mà không sống cho tốt á, thì đời sau của mình chúng ta có hồi tưởng rằng con kiến con gián này chúng ta có đáng thương nó không? Như vậy thì đời sau của mình có ai nói cái câu là tao nhìn mày tao thấy đáng thương lắm đó. Nếu không ngồi suy nghĩ, quý vị phải nhớ
gieo cái nhân gì thì chúng ta gặt cái quả này. Lúc những đức chưa đi tu thì những đức là một tay sát sanh số 1. Khi đi tu rồi thì gặp con kiến cũng làm bạn với kiến được. Nói thật với quý vị là 10 năm nay kiến những đức cũng làm bạn với kiến được. Phòng những đức ở, dán bò lên chỗ giường ngủ, những đức nói chỗ này không phải của bạn, bạn đến đây, bạn được ở đây. Sống cùng với nhau rất là đặc biệt, không ai làm phiền ai cả. Đến ngày chú Giáng này chết đi, những đức hộ niệm cho chú. Nhân duyên rất là đặc biệt, vì lúc chú Giáng này còn sống, những đức nói chú biết nghe. Khi chú Giáng này gần chết thì lúc những đức vừa đi tu về, gặp chú đang lăn sắp sửa chết, bắt đầu những đức cầm chú lên bỏ vào cái hũ, hộ niệm cho chú một chút thì chú chết. Quý vị thấy nhân duyên đặc biệt chưa? Tại sao chúng ta sống với người thân trong gia đình mà khi người thân mình mất thì mình không ở bên cạnh người thân mình, phải đòi hỏi lúc còn sống giữa người này sống với nhau đạo đức đến với nhau như thế nào, có thủ đoạn hay không, có hẹp hòi hay không, có tính toán với nhau hay không. Nếu lúc sống nhân duyên với nhau không tốt thì nhất định là lúc chết không gặp mặt nhau. Nên các cháu nghe được đạo đức rồi, chỗ quan trọng nhất là các con phải hành trì đạo đức. Con người vui lớn nhất là có đạo đức, con người bất an nhất là mất đạo đức. Người mà mất đạo đức rồi đi đâu cũng lo hết. Vì sao đi đâu cũng lo hết à? Vì chúng ta không có đạo đức nên nghĩ với người là thủ đoạn. Từ nơi đó chúng ta cũng sợ người thủ đoạn đến với mình nên mình lo. Còn chúng ta đến với người là hết lòng, như vậy thì chúng ta có sợ ai thủ đoạn đến với mình? Thì người mình vui chứ sao? Tâm nghĩ sự thành à? Chúng ta nghĩ như thế nào nó ra vậy à? Ngày Chủ nhật những đức chia sẻ cho Phật tử đông người, những đức nói tại sao nghèo khổ? Vì nghèo không chấp nhận mình nghèo nên khổ. Vì giàu có khổ không? Khổ. Vì sao giàu cũng khổ nữa thầy? Vì giàu chưa biết đủ nên khổ. Người học lớp 3 trong lòng của mình rất là khổ vì mình ít học thua xúc người khác, khổ thiệt rồi. Như vậy thì người học thạc sĩ có khổ hay không? Khổ, vì chưa lên được tiến sĩ. Hôm nay nghe được giáo dục thì chúng ta hiểu được sống cương vị nào vui với cương vị đó, nhiệt tình với cương vị đó, hết lòng với cương vị đó, đủ duyên thì chúng ta nhiệt liệt hết mình để phục vụ. Còn nếu hết duyên thì chúng ta buông xuống, đó là chỗ an tâm và an vui nhất. Trong chùa sống thiệt là đông người như vậy. Vì sao những đức sống rất là vui? Vì không chấp. Chỉ đúng cái chữ không chấp. Vì sao nhà quý vị chỉ có 3-4 người mà quý vị khổ? Vì quý vị chấp. Bà vợ này, bà làm ra tiền, cái gì tốt nhất bà đều nói tiền của này dành cho anh, dành cho gia đình. Cái gì tốt nhất cũng dành cho anh, dành cho gia đình. Và cuối cùng tình chấp là cái gì em cũng đều dành cho anh và dành cho gia đình, cả cuộc đời em đều là dành cho anh và dành cho gia đình. Nhưng tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Thì khổ. Hôm nay được quyền dành cho anh, dành cho gia đình, nhưng một ngày nào họ không thương mình nữa mà họ còn chửi mắng đánh đập mình, thì chúng ta cứ nghĩ rằng đây là món nợ, ta phải trả họ, nhiệt tình mà trả họ. Ta không có tình chấp chỗ đó thì họ mắng mình, họ xem thường mình, chúng ta sẽ không khổ. Việc tốt là nhân tốt, nhân tốt là quả tốt.
Còn hôm nay làm việc tốt thì chấp việc tốt, khi phản ngược lại thì khổ với việc tốt. Thì nhân này không tốt là quả không tốt. Rất là dễ hiểu. Đệ tử quy, các bé nhỏ học cũng được. Cha mẹ các cháu cần đến học hay không? Rất cần. Nếu quý vị mà học tập đệ tử quy, người chồng quý vị nếu chịu nghe nha, ông này sẽ sửa đổi lỗi lầm liền, vì ông hiểu nhân quả. Và chính người nữ cũng không tình chấp nặng nề. Người đến với nhau bị phiền não là do gì? Giúp thì chấp, mong họ trả ơn, mong họ giúp lại thì khổ rồi. Chúng ta gặp bao nhiêu con người thiệt là đông. Những đức từng nói, dịp Tết thôi nha, chúng ta phải in bao nhiêu sách? 30.000 quyển sách để cho dịp Tết. Và người đến để dùng cơm thì ai đến được dùng cơm? Ai đến được dùng cơm? Ăn cơm xong để chén để khay đó, người trong chùa đem vào rửa dọn. Có trả tiền không? Không có chỗ này. Họ đến ăn cơm, chúng ta nhiệt tình phục vụ. Họ ăn cơm xong, họ đứng lên, họ đi ra, thì chúng ta đã quên họ rồi. Làm gì có cái chỗ sau này người này mắng mình mà mình phiền não? Vì chúng ta không chấp chỗ đó, buông ra. Như vậy thì mỗi một người làm việc tốt, đừng nên chấp nhất. Hãy gieo cái nhân tốt đi. Nhân duyên hội tụ, nhất định chúng ta sẽ có người giúp đỡ lại. Nhớ, nhiều lúc mình giúp người này mà chưa chắc người này trả ơn, nhưng vô hình chung người xa lạ đến để trả ơn. Chỗ này không sai chịch một chút nào cả. Phải chân thật mà làm điều tốt. Nên mỗi một bé ngồi trong đây, các con nhớ, tâm phước báo lớn nhất là tâm từ bi. Từ bi với con người mà còn phải từ bi với con vật. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Chúng ta gặp một con kiến, một con muỗi, một con ruồi, chúng ta không thể nào tùy tiện đạp nó được. Lúc trước những đức thấy một bé nhỏ đến chùa, gặp ruồi trong chùa. Bé này chạy đến lấy chân dậm dậm dậm. Những đức kêu cháu lại, những đức hỏi, tại sao con lại dậm con ruồi? Thì bé nhỏ này nói, vì con thấy ba con dậm ruồi. Thì những đức dạy bé nhỏ này, nếu con nằm xuống mà thầy những đức dậm con chịu không? Thì bé này nói, dạ không, con sợ lắm. Như vậy thì con dậm con ruồi nó cũng rất là sợ vì nó muốn sống. Nên tuyệt đối con đừng nên dậm con ruồi này nữa. Con chày tay một chút thì con biết đau. Con dậm nó dẹp lép nó chết thì nó càng đau nữa. Tại sao mình đem cái đau khổ đến người khác? Thời gian sau thì người mẹ đến gặp những đức nói rằng, con của con không bao giờ dậm ruồi nữa, mũi chích con của con còn không đuổi. Vì sao? Những đức dạy. Thì quý vị thấy các bé nhỏ có khó dạy hay không? Không, không có khó dạy. Từ còn nhỏ đã dạy các cháu có tâm từ bi. Tâm từ bi với một con vật nhỏ như vậy thì con quý vị lớn lên làm sao dám bất hiếu với quý vị? Con vật nhỏ nó còn thương thì cha mẹ nó làm gì nó không thương. Từ còn nhỏ con mình đã thấy cái chỗ sát sanh, nên lớn lên chủng tử của con mình là háo sát. Quý vị để ý một số người khi họ chuyên nghề giết heo đi, nếu quý vị mà đụng với họ đó thì họ xử quý vị cũng rất là dễ.
Vì đôi tay của họ đã quen giết heo. Thì khi họ nổi nóng lên, họ chém người cũng rất là bình thường. Còn một người không bao giờ sát sanh, thì khi họ gặp máu, nhất định là họ sẽ khởi tâm từ. Thì làm sao mà họ hại người được? Nhưng quý vị phải nhớ, một người học Phật có thể khởi tâm từ đối với cái sự đau khổ của chúng sanh, nhưng họ không bao giờ nhút nhát. Cái chỗ này mới là chỗ đặc biệt của nó nè. Quý vị hỏi Nhuận Đức, Nhuận Đức ở trong chùa quảng chúng nhiều như vậy, ở trên Đà Lạt thì 1.500 người Nhuận Đức coi chúng ở trên đó, như vậy thì có gặp một số tai lạng hoạn vào chùa hay không? Quý vị hỏi Nhuận Đức có hay không? Có không ít đó. Thời Nhuận Đức ở trên Đà Lạt quảng chúng á, ngôi chùa đó quá nổi tiếng, nên á, thu gom nhiều thành phần về. Có xì ke ma tí, có ở tù ra chạy, đến đó đi tù. Quý vị nghĩ những người đó sát khí có nặng hay không? Nặng đó. Có một lần ở trên Đà Lạt, có bốn anh em này đến chùa xin ở, nhưng vì họ chưa bỏ được cái nghiện ngập, họ đã lỡ sai phạm, họ bị người bắt được. Thì người địa phương ở nơi đó nói, nếu có người bảo lãnh thì sẽ thả bốn người này ra, còn nếu không ai bảo lãnh thì bốn người này hơi khổ rồi đó. Lúc đó Nhuận Đức đi xuống dưới đó ký tên bảo lãnh bốn người này ra. Từ nơi ngay chỗ đó mà chuyển hóa được bốn người này. Thì quý vị thấy, dạy cho các cháu nhỏ thương loài động vật nhỏ, tâm từ bi, nhưng con người này không bao giờ nhát khi gặp những cảnh duyên. Họ đối duyên đối cảnh vô cùng là đặc biệt, chứ không phải là nhút nhát chỗ lỡ mình để hại người thì tuyệt đối họ không làm. Vì sao? Vì họ tin nhân quả. Con người sống phải có đạo nghĩa. Làm sao chúng ta làm được chuyện hại người khác để lợi mình? Nếu hại người khác mà lợi mình thì là không có đạo nghĩa. Các con ngồi trong đây nhớ, các con làm một việc gì mà lợi mình để hại người khác thì tuyệt đối không làm. Dám có thể hại mình mà lợi người khác, vì sao chúng ta dám làm? Vì một đời người vô cùng là ngắn ngủi. Các bé nhỏ ngồi trong đây, các con đi vào chùa ở trong dịp hè này, những bé nào mà có ý thức một chút, các con đến gặp các cụ già trong chùa, các con hỏi đi, từ khi cụ còn nhỏ và cụ lớn lên, cụ có gia đình và có con cái là bao nhiêu đứa con, rồi cuộc đời của cụ bây giờ già rồi, con hỏi cụ một câu chân thật là, nếu để lên bàn cân mà cân cái khổ và cái vui, cụ có thể dạy con là vui nhiều hay khổ nhiều? Thì các cụ già sẽ nói cho các con nghe, Nhuận Đức đã gặp không phải 100 cụ hỏi câu này, mà Nhuận Đức đã hỏi gần 700 cụ già câu này. Trong 700 cụ già Nhuận Đức hỏi, thì tỷ lệ mà các cụ nói khổ là 99.9%. Đều nói là cuộc đời của cụ từ khi có chồng có con, lo cho chồng lo cho con, để lên bàn căng để căng,
là cái khổ nhiều, cái vui được rất là ít. Một kiếp con người đi đến đây đều là khổ. Rất là may chúng ta nghe được Phật Pháp, nghe được Đạo Pháp. Chúng ta phải sống có một lý tưởng tốt. Một lý tưởng tốt này chúng ta có thể làm được một số việc tốt. Khi chúng ta làm được một số việc tốt thì cuộc đời của chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta không hối hận. Khi cả một đời không làm được một việc gì tốt, chỉ là ích kỷ nhỏ mọn nghĩ cho mình, cuối cùng thì tai trắng vẫn quần trắng tai. Đến chết rồi làm gì không trắng tay. Mỗi một người chúng ta ngồi trong đây, dù quý vị có được một chục căn nhà, làm chức phận gì lớn cỡ nào đi chăng nữa, tạo ra cho nhiều, cuối cùng cầm theo được cái gì? Chúng ta có cầm theo được cái gì đâu. Nhưng nhìn lại cái khoảng thời gian mà tạo ra chỗ đó đó, chúng ta tự hỏi lại mình đi. Cũng gạt người, đố kỵ với người, dùng nhiều thủ đoạn để đến với người, chúng ta mới có được chỗ đó. Như vậy thì khi cái ngày chúng ta ra đi thì chúng ta sẽ như thế nào? Các bé nhỏ cũng nên nghe chỗ này để được cảnh giác. Các con biết, Nhận Đức lúc ở trên Đà Lạt, một tuần lễ Nhận Đức nhìn khoảng cỡ một chục người già chết vậy đó. Có nhiều người gần chết, hình tướng của họ như vậy nè. Nhiều lúc thì một hai tháng. Có những người như vậy mà dài ba năm vẫn không chết. Mình là một thanh niên hư hỏng mà nhìn cái cảnh này giết rồi thì mình cũng hiền luôn rồi. Mình thấy rằng là hung dữ gì, cuối cùng rồi cũng cùng số phận. Nên những đức nỗ lực trong 10 năm đẩy mạnh giáo dục, cố gắng vô cùng là kiên trì đấy. Trong khi mình không có trình độ gì cả mà muốn thuyết giảng thì điều này là khó còn lên trời nữa. Như vậy thì những đức phải luyện phương pháp nào? Kiên trì trong 7 năm sáng nào cũng nói chuyện. Thì rõ ràng câu của người xưa dạy vô cùng là đặc biệt: văn ôn võ liền. Một con người có thể siêng năng, kiên trì, có định hướng. Và chỗ quan trọng nhất là phải có đạo đức kèm vào. Người này nhất định là thành đạt. Nhất định là thành đạt. Học vị không cao, nhưng chỉ cần có đạo đức là lập được sự nghiệp. Các bé nhỏ nhớ nghe. Nhưng các con còn đi học, các con đừng bao giờ nghĩ rằng thầy như vậy ta cũng không cần học làm chi. Đừng bao giờ có tâm đó. Các con phải cố gắng học, nhưng kèm là phải có đạo đức. Nếu những đức mà có học vị nữa đó thì như hổ mà mọc thêm cánh vậy đó. Hôm nay những đức không có học vị mà những đức thuyết giảng ngày Chủ nhật thì đông người như vậy. Nếu những đức không có cội bồ đề để dựa thì những đức không có cơ hội này trong xã hội hôm nay. Nên các con rất là cần có được học vị. Nhưng chỗ cần hơn nữa là các con phải có đạo đức. Nhớ, đạo đức cần hơn là học vị. Người này nếu không có học vị mà có đạo đức thì cuộc đời họ dù chưa làm được việc gì lớn của xã hội nhưng họ sống vô cùng là hạnh phúc. Một người có học vị nhưng không có đạo đức, việc lớn của xã hội cũng không làm được,
mà gia đình của họ cũng không được hạnh phúc, đều mất trắng sạch hết. Nên các con rất cần có đạo đức. Vì sao? Có đạo đức mà có hạnh phúc. Nếu vợ chồng mà có đạo đức thì có cái chuyện ly dị không? Con cái mà có đạo đức thì có bất hiếu với cha mẹ không? Con người mà có đạo đức thì có đi ăn trộm cắp của người ta hay không? Nhân viên làm việc mà có đạo đức thì có trách nhiệm hay không? Nên từ nơi đó, muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc là nghe giáo dục, có được đạo đức là chỗ chính xác. Và vợ chồng này có đạo đức thì nhất định là tôn trọng với nhau, đến với nhau là chung thủy hết lòng, không có cái tâm nghi kỵ đối phương. Như vậy thì gia đình này hạnh phúc. Còn nếu vợ chồng này không có đạo đức thì ban đầu là thương yêu nhau, nhưng sống một thời gian bắt đầu là hết thương, đối phương bắt đầu là tìm đối tượng mơ. Vì không có đạo đức nên gia đình tan nát. Còn nếu có đạo đức, vợ chồng này vừa sống hạnh phúc mà còn phải suy nghĩ cho con cái của mình. Vì nếu ta không hạnh phúc thì con cái của ta sẽ xa cha hoặc là xa mẹ. Nên nhất định vợ chồng này phải sống hạnh phúc để con cái có được cha, có được mẹ dạy dỗ đàng hoàng. Còn nếu vợ chồng này không đạo đức thì tùy tiện ly dị, thì con của mình xa cha hoặc xa mẹ. Chúng ta bước thêm một bước nữa thì có cái chỗ con mày con tao, thì đứa con này sẽ khổ, tệ nạn của xã hội càng tăng trưởng. Nên quý vị cần nghe đạo đức hay không? Đạo đức là chỗ xây dựng hạnh phúc. Tiến xa hơn nữa, đạo đức xây dựng hạnh phúc, và cũng chính đạo đức xây dựng đất nước. Đất nước muốn phồn vinh hưng thịnh thì cần một người lãnh đạo có đạo đức. Người lãnh đạo này mà có đạo đức thì có trách nhiệm với nhân dân. Còn nếu người lãnh đạo này không có đạo đức thì người trách nhiệm này đều là gom góp của dân đem về cho nhà mình. Thì quý vị nghĩ nhân dân khổ hay là sung sướng? Người lãnh đạo này có học vị nhưng ông không có đạo đức thì ông đều là nghĩ cho gia đình ông, không nghĩ đến với mọi người khác. Người lãnh đạo này không có học vị nhưng ông biết cách lãnh đạo và biết thương người khác. Ông sẽ đem những điều tốt nhất để cho người khác. Từ nơi đó ông đã xây dựng ra một đất nước phồn vinh hưng thịnh. Quý vị đi hỏi tổng giám đốc tập đoàn Tôn Hoa Sen đi, ông học vị như thế nào? Dưới tay ông nhân viên làm việc học vị có hơn ông hay thấp hơn ông? Nhận Đức từng nói một câu rằng nếu mà có trí tuệ nhận xét, con còn nhỏ khỏi cần cho học tiếng Anh, tiếng gì hết, học tiếng Việt cho gành đi, học giáo dục làm người cho thiệt là ngon đi. Sau này nó đứng vị trí cao thì những người học tiếng Anh ở bên cạnh nó để mà thông dịch viên giùm cho nó. Còn nhỏ mà đi học cái đó không chịu học đạo đức thì thất bại triệt để rồi. Nên cha mẹ nghe chỗ này mà nếu quý vị mà tin, hãy cố gắng dành nhiều thời gian để dạy con đi. Đừng có dành nhiều thời gian đi kiếm tiền. Sau này coi chừng quý vị ngã ngửa vì con cái đó. Tương lai á, trẻ nít lớn lên á, bất hiếu nhiều hơn có hiếu đó. Sau hồi hôm nay á, quý vị có con cái hãy nhìn đứa con đi. Từ còn nhỏ đứa con này nó đặt đâu quý vị ngồi đó là quý vị biết rồi. Nếu chúng ta lớn mà không đặt được con mình như vậy thì quý vị không hiểu được đứa con này lớn lên sẽ như thế nào sao? Tương lai cuộc đời về già quý vị sẽ như thế nào? Ra đường ngồi đi, cầm thêm cái bát hoặc là một cùi giấy số, ngồi cũng suy nghĩ ra rồi đó. Không chịu chấp nhận chỗ này để tính trước sao?
Còn nếu quý vị mà giáo dục con quý vị thì tương lai quý vị ngồi nên niệm ấm chăn im. Còn nếu quý vị mà lo đi kiếm tiền để là cho nó, không giáo dục nó, thì tương lai quý vị cầm cái bát ra ngoài đường ngồi, hoặc là cầm một cùi giấy số đi bán. Tệ rồi, nửa đời về sau của mình khổ rồi. Người chí nên biết lo xa thì không có cái khổ gần. Nhưng hôm nay nghe chỗ này dù bao nhiêu lần đi chăng nữa, thôi thầy ơi, con vẫn thích kiếm tiền. Ừ thì cứ lao đi. Những đức lo cho mấy trăm bà già, những đức biết quá mà. Hàng ngày nếu những đức mà chịu nhận người già đó, thì chùa chúng ta bây giờ cũng 1.000 bà già rồi. Những đức đã ngưng 1.5 năm rồi đó. Điều là đến đây những đức hướng dẫn cho biết tu rồi đi về nhà lại. Nếu mà những đức mà chịu nhận thì chùa này 1.000 bà già rồi. Như vậy thì chỗ kết luận của những đức nói với quý vị nghe đó, tương lai người già rất là khổ. Khổ vì ai? Khổ vì con, vì cháu. Từ nơi đó chúng ta bây giờ phải nghe giáo dục để đẩy mạnh cái chỗ dạy dỗ con cái là chỗ quan trọng nhất. Hôm nay chúng ta học tập hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô đến đây. Thời gian 1 tiếng đồng hồ. Xin mời các cháu chắp tay lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.